Những điều cần biết khi cấp sổ đỏ có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Trong quá trình quản lý và sử dụng đất, việc có sổ đỏ là một yếu tố quan trọng để xác định và bảo đảm quyền sở hữu và quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức hay hộ gia đình. Để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc cấp sổ đỏ, các quy định chi tiết đã được ban hành để hướng dẫn và điều chỉnh quy trình này. Theo khoản 1, khoản 2, điều 100 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy tờ hợp pháp về thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, giấy tờ do nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất, giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật. Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 1993 theo quy định của chính phủ. Trong trường hợp hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất và có giấy tờ quy định, nhưng trên giấy tờ đó ghi tên người khác và chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, đồng thời đất đó không có tranh chấp thì họ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất. Ngoài ra, cộng đồng dân cư sử dụng đất có các công trình như đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ hoặc đất nông nghiệp theo quy định và đất không có tranh chấp cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.